Thầy xin chào các em nhé. Thật là tuyệt vời khi mà địa lý của chúng ta ôn cũng gần như là đến khá khá nhiều câu quen thuộc trong cái đề thi phòng năm nay nhá. Trên màn hình chúng ta đang quan sát chính là cái đề thi của phòng giáo dục đào tạo thành phố Buôn Thuột cho năm 2023 và 2024 để chính thức nhé các em. Đó, vừa mới thi xong và thầy sửa nhanh luôn cho các bạn tra. Và nhiều bạn cũng đang rất là háo hức cái đề này mình sẽ được bao nhiêu điểm đây. Nói chung bạn nào mà theo thầy từ đầu á thì thầy nghĩ là cái đề này 10 điểm thì có thể là sơ sẩy một tí, nhưng mà 9 với 8 thì thầy nghĩ không có vấn đề gì, đúng không? Nó quá quen thuộc, thầy nói nó quen thuộc đến từng từng cái dạng đề luôn rồi. Kể cả cái câu cuối cùng dịch chuyển cũng vậy nhá. Kể câu cuối cùng dịch chuyển của chúng ta cũng là một câu quen thuộc, có thể là làm khó chúng ta ở ý này nha, nó làm khó chúng ta ở cái ý này thôi, chứ còn lại thì cũng không có gì kinh khủng đấy. Các bạn cùng với thầy xem thầy sửa câu này nhá. Rồi format khá là quen thuộc, vẫn là 3 điểm trắc nghiệm, 6 câu, 7 điểm tự luận với bộ 3 câu nhá, 7 điểm tự luận 3 câu. Đây, câu đầu tiên: khi quạt điện đang hoạt động thì điện năng được biến đổi chủ yếu thành dạng năng lượng nào? Điện năng mà cho quạt thì đây chính là cơ năng rồi, lớp không? Đúng không các em? Đó, câu A nhá. Đấy. Câu này câu số 2 là câu này: dùng đường dây có điện trở 40 ôm để truyền tải một công suất 50.000W đi xa. Hiệu điện thế đặt vào hai đầu đường dây là 10.000V thì công suất hao phí tỏa nhiệt trên dây sẽ là. Ủa, câu này là đúng câu thầy ôn hôm hôm qua luôn đúng không? Cũng không chật công thức luôn. Đấy, các bạn xem nào. Chúng ta cùng giải câu này thử đi. Đây, thầy sẽ tiến hành thời trước khi thầy để thầy lưu lại cái file này đã. Lưu lại đề phòng giáo dục lý 9 2 3 24. Đấy, thì lưu lại cái đã. Tí thì không lưu nữa. Đây. Sửa trong đây. Cái lớp xem nhá. Chúng ta có P thì bằng gì đây? P thì hao phí nhá. Thì ghi mực khác đi cho dễ phân biệt. Nó sẽ là P bình này, đúng không? Nhân R này chia cho U bình, đúng không? Thì được sẽ là bao nhiêu đây? P bình là 50.000 này. Bình này nhân cho R là 40 ôm này, chia cho U là 10.000 bình này, lớp này đúng không? Rồi chúng ta lấy máy tính ra chúng ta bấm thôi, quá quen thuộc à. 50.000 bình này nhân cho 40 này, xong mình đem chia cho 10.000 bình này. Đấy, đó chúng ta được 1.000 nhá. 1.000 này là 1.000W. Như vậy chúng ta sẽ chọn câu B trong đề này ha. Đấy, câu này quen thuộc đúng không? Quá quen thuộc. Rồi tiếp, thấu kính phân kỳ là thấu kính phân kỳ là loại thấu kính có đặc điểm nào sau đây, đúng không? Thấu kính phân kỳ là thấu kính có đặc điểm nào sau đây? Đấy, cùng xem nhá. Đấy, đặc điểm nào sau đây, nhìn đúng không? Đấy. Thứ nhất là phần rìa dày hơn phần giữa. Đây, thầy vẽ cái thấu kính phân kỳ cho lớp xem nhé. Đây. Đấy, hoặc là kiểu này. Đúng không? Được chưa? Như vậy chúng ta thấy phần rìa dài hơn phần giữa. Đúng luôn. Vậy là chúng ta chọn câu A. Ha. Đấy, hôm qua thầy có một cái phần thầy hỏi là thấu kính hội tụ có đặc điểm nào thì phần rìa lại mỏng hơn phần giữa. Thì sáng hôm nay chúng ta lại gặp cái đề là thấu kính phân kỳ là loại thấu kính có đặc điểm nào sau đây thì phần rìa nó lại dài hơn phần giữa. Nói chung là quá quen thuộc ha. À, thầy đánh giá cái câu số 4 này. Thầy đánh giá câu số 4 này là một câu hay nhá. Đây, thầy đánh giá câu số 4 này là một câu hay. Và câu này trong quá trình dạy á, thầy cũng đã nói rồi, thầy cũng đã hỏi mấy bạn học sinh rồi. Thầy hỏi là cục sạc điện thoại hàng ngày chúng ta đang sạc điện thoại là thiết bị nào sau đây? Bản chất của nó là sạc điện thoại là phải hạ từ 220V. Lớp hình dung không? Phải hạ từ 220V về bao nhiêu? Về 5V để chúng ta sạc điện thoại. Như vậy đây là một cái thiết bị hạ thế nhá. Đây là một thiết bị hạ thế. Đấy. Quen thuộc chưa lớp? Quen thuộc chưa? Nó là một thiết bị hạ thế nhá. Nhiều bạn sẽ phân vân chỗ này.
Nhiều bạn kêu là máy phát điện hay động cơ điện thì không phải, nó là một thiết bị hạ thế, hạ cao xuống thấp chứ không cao cắm vào nó hư điện thoại. À đúng không? Câu số 5 này, câu số 5 lại là một câu quen thuộc mà hai cái đề online hôm qua thầy có nói rồi, kiểu gì cũng sẽ có một cái câu theo cái dạng mà máy biến thế về cơ bản đúng không? Bài này thì thôi, chúng ta chỉ việc làm như nào, chúng ta tóm tắt đề này, sơ cấp chúng ta tóm tắt đây là N1, thứ cấp chúng ta tóm tắt đây N2, mắc vào sơ cấp thì đây là U1, cuộn thứ cấp hiệu điện thế là đi tính U2, U2 thì chúng ta nhớ luôn công thức đó là N2 trên N1 nhân cho U1. À, đến đây thế số N2 là 110 chia cho N1 là 4400 nhân cho U1 là 220. Đấy, chúng ta bấm máy ha. 110 chia 4400 nhân cho 220 bằng đấy, 5,5. À, 5,5. 5,5. Được chưa? 5,5. Vậy thầy chọn đáp án đây là C. Được chưa lớp? Khá quen thuộc ha. Câu số 6. Ủa, câu này đôi khi chúng ta lại liên tưởng đến những cái kiểu đánh chắc nghiệm lụi á tụi em. Tức là cứ câu nào dài nhất là chúng ta chọn. Vậy thì nói vui vậy nhưng nó lại đúng cho cái câu này nhá. Nó lại đúng cho câu này. Khi nói về hiện tượng khúc xạ ánh sáng, khẳng định nào sau đây là đúng nhất? Thường thường chúng ta sẽ chọn câu dài nhất chúng ta đọc trước. Đó là câu D. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là hiện tượng tia sáng truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác và bị gãy khúc tại mặt phân cách giữa hai môi trường. Đấy, quá hợp lý. Đọc câu này lên là nó thuộc dạng lý thuyết, đúng không? Được chưa? Như vậy, trắc nghiệm của chúng ta có 6 câu. Thầy nghĩ không có câu nào đố. Chỉ có một cái câu hơi mới, đó là cục sạc điện thoại. Nhưng câu này là thầy cũng quá trình dạy, thầy cũng đã hỏi các em rồi. Đấy, nhá. Đấy, thầy cũng rất đam mê trong cái bài giảng về máy biến thế. Đấy, bây giờ qua phần tự luận, có nhiều bạn sẽ gặp rắc rối ở cái phần này nhá. Cái bài này thầy cũng đã nói là đối với cái định luật bảo toàn năng lượng á, thì quan trọng nhất của chúng ta vẫn là nắm được cái cơ bản về năng lượng, đó là năng lượng không tự nhiên sinh ra. Đó, năng lượng không tự nhiên sinh ra. Đó, tự nhiên sinh ra mà cũng như nào, mà cũng không tự nhiên mất đi. Đó, mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, đúng không? Hoặc vật này, hoặc vật này sang vật khác. Đấy, các bạn có thể quên thì cũng không sao hết nhá. Một điểm chưa có gì là nó to tát cả. Và nếu chép được cái ý này thì chúng ta đã có một điểm rồi nè nhá lớp. Chép được ý này là chúng ta đã có một điểm rồi nè. Năng lượng không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, hoặc vật này sang vật khác. Cái này chúng ta hồi lớp 6 chúng ta cũng đã gặp cái này rồi. Lớp 10, lớp 9 này thầy cũng đã nói một lần. Đó, cho nên là cũng có thể là các bạn quên đấy nhá. Hoặc là bữa các bạn đọc sách nó cũng chưa kỹ thì thôi, mình có nhiều cái để mình làm mà. Đấy, ví dụ như câu 2, 2 điểm. Câu này, câu 2 này đến 2 điểm. Mà 2 điểm thì tối thiểu chúng ta phải có 2 ý, đúng không? Ý đầu tiên chúng ta sẽ dành cho mắt cận thị. Đặc điểm của mắt cận thị, đó, đặc điểm của mắt cận thị. Thầy cũng đã nói hồi đêm rồi, đúng không? Đấy, mắt này là nhìn như nào? Nhìn xa bị giới hạn. Đó, đúng không? Nhìn xa bị giới hạn, đúng không? Rồi, đeo kính như nào? Đeo kính phân kỳ để có tiêu cự, đúng không? Tiêu cự bằng khoảng nhìn xa nhất của mắt, đúng không? Lúc này giúp như nào? Mắt nhìn vật ở xa vô cùng được. Đó, đúng chưa? Đặc điểm của mắt cận thị là nhìn xa bị giới hạn. Đeo kính phân kỳ có tiêu cự bằng khoảng nhìn xa nhất của mắt, lúc này giúp mắt nhìn vật ở xa vô cùng được. Đó, đó là đặc điểm thứ nhất. Đặc điểm thứ hai là đặc điểm của mắt như nào? Viễn thị, đúng không? Đặc điểm của mắt viễn thị là sao? Nhìn như nào? Nhìn gần, nhìn gần xa hơn mắt bình thường,
Đó. Đúng không? Nhìn xa, nhìn gần xa hơn mắt bình thường, hoặc là hoặc là các bạn sẽ viết như này là cũng được này. Là nhìn gần, nói chung là cái điểm cực cận nó xa hơn nhé, tức là nhìn gần không được, nhìn gần không được. Đấy, mà nhìn xa lại được. Đó, thấy không? Thì cái cách khắc phục là đeo kính phân kỳ, kính hội tụ giúp nhìn những vật ở gần. Đấy, còn 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 mắt cận thị thì lại mang kính phân kỳ để giúp nhìn vật ở xa. Đó, đúng không? Nó vậy thôi, có hai ý đó thôi. Lớp thấy không? Có hai ý vậy thôi. Thì hai ý này tương ứng với hai điểm nhá. Rồi, chúng ta qua câu số 4 đến câu số 3 đến 4 điểm lận tụi em nhá. Và thầy có đánh giá cái đề này có câu C nhá. Câu C thì khá là hay đấy. Nhiều bạn có thể là mất điểm ở câu này. Đó. Mất điểm thôi, nhưng có nhiều bạn cũng sẽ làm được chứ không phải là chúng ta mất hết nhá. Câu 3 này thì xin phép thầy cắt qua cái phần mềm khác để chúng ta giải cho nó thoải mái nhá. Đấy. Đây, một câu quen thuộc ha. 4 điểm lận cho câu 3. Như vậy về nội dung đề thì ôn cho các bạn là gần như là sát với đề nhất rồi, đúng chưa? Bây giờ đặt vật sáng AB cao 3 cm, vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ. Thấu kính hội tụ nhá, đề cho mình đây là thấu kính hội tụ này. Thấy chưa? Đấy, đọc đề cho nó chỉnh. Chính xác, A nằm trên trục chính của thấu kính và cách thấu kính 6 cm. Đúng không? Cách thấu kính 6 cm, tiêu cự là 4. Như vậy là vật này nằm ngoài, nằm ngoài là cho ảnh ảnh thật nhá, cả lớp ảnh thật lớn hơn. Đấy, chúng ta nắm được như vậy thì nó an toàn. Hãy dựng ảnh. Ô dựng ảnh thì chúng ta cứ thế mà làm thôi. Quá quen thuộc, đầu tiên là vô vẽ cái trục chính này. Đúng chưa? Vô vẽ trục chính này. Dựng cái thấu kính lên này. Đúng không? Chúng ta dựng thấu kính lên. Thì vẽ lại cho nó dài dài chút. Đây, chúng ta dựng cái thấu kính lên này. Được chưa? Rồi tiến hành chia thôi, lớp. Giờ mình nhìn coi thử nhá. 6 với 4 thì mình chọn một ô là 2 cm đi ha. Đây. 2 này. 4 này. 6 này. 2 này. 4 này. 6 này. Như vậy tiêu cự của mình là 4. Đây, chấm cho to vào. Đây chính là F này. Đây chính là F phẩy này. Hay là viết ngược lại đây F phẩy đi. Thì đây chính là F ha. Vật nằm vuông góc với trục chính cách thấu kính 6 cm mà cao 3 cm. Cao thì mình vẽ đại diện đó nha lớp. Chứ không phải cao mình vẽ cho nó bằng đâu. Không có hình đâu mà vẽ được cho nó bằng. Như vậy chúng ta cứ vẽ đại đi, 3 cm chúng ta ngẫu nhiên thôi ha. Ô này, đây là A này, đây là gì? B. Rồi, dựng ảnh thì chúng ta dùng tia sáng đầu tiên, tia sáng đi qua quang tâm cho tia ló chuyển chuyển thẳng. Ok chưa? Tia thứ hai song song trục chính. Đúng không? Cho tia ló như nào? Ồ cái này nó đây, thầy xin lỗi lớp nhá. Cái chỗ này thầy đánh tiêu điểm F nó nhầm một chút, tiêu điểm F nằm đây nè. Được không? Tiêu điểm F nằm đây chứ không phải nằm bên này đâu nhá. Tiêu điểm F nằm xóa cái này đi. Đấy, tiêu điểm F nằm đây nhé lớp. Tiêu điểm F nằm đây. Đấy, đôi khi chỉ nhầm cái tiêu điểm F thôi là cũng nguy hiểm đúng không? Nó không cắt nhau. Vấn đề nó không cắt nhau. Đấy, giờ nó mới cắt này. Các bạn thấy không? Đấy, nó cắt này. Như vậy ảnh của chúng ta đây. Đấy, chúng ta đánh vào đây là điểm B, B phẩy đi ha. Đó, chúng ta dựng xuống. Ê, sao nó cong cong thế? Đấy, chúng ta dựng xuống. À, thấy chưa? Xong, đây chính là A phẩy này. Được chưa? Đặt cái điểm này là điểm Y nhé cả lớp. Đặt cái điểm này là điểm Y này. Đó, điểm tới để chúng ta xét tam giác đồng dạng cho nó dễ. Như vậy là xong. Thầy đã vẽ xong ảnh của AB qua thấu kính hội tụ. Đấy, ảnh của AB qua thấu kính hội tụ.
Bây giờ tính khoảng cách từ ảnh tới thấu kính và chiều cao của ảnh. Quá quen thuộc. Bài này làm trong vòng một nốt nhạc thôi lớp nha. Đã câu A xong nhá. Bây giờ chúng ta qua câu B. Được chưa cả lớp? Đây câu A này. Giờ chúng ta sẽ câu B. Câu B thì quen thuộc rồi. Thầy trò mình chỉ ngồi xét hai tam giác đồng dạng. Thứ nhất là OAB đồng dạng với tam giác gì? OA phẩy B phẩy. Thì chúng ta có ngay tỉ số là OA trên OA phẩy bằng AB trên A phẩy B. B phẩy. Đây là một nè. Được chưa? Đấy, tiếp tục nhìn tiếp. FOI đồng dạng FA phẩy B phẩy nha. Tam giác FOI, FOI đồng dạng với cái tam giác FA phẩy B phẩy. Thầy lại có tiếp tỉ số là FO trên FA phẩy bằng OI trên A phẩy B, B phẩy. Được chưa? AB trên A phẩy B, B phẩy. Đó. OI với AB bằng nhau nha lớp. Đây, OI với AB bằng nhau. Được chưa? Đây là hai từ 1 và 2 suy ra. À, suy ra thì được là tính chất bắc cầu thôi, nó sẽ là OA trên OA phẩy bằng FO trên FA phẩy. Được chưa? FO trên FA phẩy. À thế thì lại suy ra tiếp. À, suy ra tiếp OA là người ta cho mình là bằng 6 rồi, OA phẩy để im, FO người ta cho mình bằng 4 rồi, FA phẩy mình nhìn FA phẩy dài dài như này nè. Đúng không? FA phẩy chúng ta nhìn kỹ một chút nha. Chúng ta sẽ lấy OA phẩy trừ cho OF. Đó, OA phẩy, đúng không? OA phẩy trừ OF, OF ở đây là bằng 4. À đến đây chúng ta bấm máy tính thôi. Đấy, chúng ta bấm máy tính. 6 trên OA phẩy là đặt là x nè. Bằng 4 trên bao nhiêu? X trừ 4 xíp xồ. Xíp xồ nhưng lấy 6 nhá, rồi mới bằng nhá. Đấy, chúng ta được 12. Đấy, vậy là thầy được OA phẩy bằng mười mấy? 12 cm. Đó. Có OA phẩy rồi chúng ta thế vào một thôi. Thế vào một. Một là chúng ta đang có là OA trên OA phẩy bằng bao nhiêu? OA là bằng 6 này, OA phẩy là 10, 12 này. Đúng không? Bằng AB trên gì? A phẩy B, B phẩy. Thì từ đó thầy sẽ tính ra được là ảnh A phẩy B phẩy bằng, thế luôn vào đây cũng được này, AB bằng 3 trên A phẩy B, B phẩy. Nghĩa là bằng 12 nhân 3 chia 6. Như vậy thì được là 6 cm. Nó gấp đôi nhé tụi em nha. Ảnh trong trường hợp này nó gấp đôi vật. Đấy. Như vậy kết luận gì thì kết luận thôi, đúng không? Các bạn thích viết kết luận là như ý thứ nhất này. Ảnh cắt thấu kính 12 cm. Đó. Thứ hai là ảnh cao bao nhiêu? 6 cm. Được chưa lớp? Ảnh cắt thấu kính 12 cm, ảnh cao 6 cm. Rồi xong. Quá quen thuộc lớp nhỉ. Câu này chúng ta làm suốt rồi, chúng ta làm đến cả một kỳ 2 rồi, đúng không? Rồi, câu C. Đấy, giờ hay nhất vẫn là câu C và nhiều bạn thì đoán là gặp rắc rối ở câu này. Đấy, nhiều bạn gặp rắc rối ở câu này. Bây giờ giữ nguyên thấu kính, cần dịch chuyển vật AB dọc theo trục chính của thấu kính một khoảng bao nhiêu để em thu được ảnh cắt vật 2 cm? Đúng không? Đấy, cần dịch chuyển thấu kính một khoảng bao nhiêu để như nào thu được ảnh cắt vật là 2 cm? Ảnh cắt vật trong trường hợp này nè, các bạn thấy nè, nếu là ảnh thật á thì nó chắc chắn nó cắt lớn hơn F, đúng không? Tức là lớn hơn tiêu cự, tức là lớp phải lớn hơn 4 rồi. Lớp hình dung không? Mà đây ảnh với vật cắt nhau có 2 cm thôi. Như vậy chắc chắn trong trường hợp này của chúng ta đó là phải ảnh ảo rồi. Lớp hình dung không? Tại vì đây này, ảnh với vật cắt nhau tối thiểu nếu là ảnh thật á thì nó đã gọi là cắt nhau lớn hơn tiêu cự rồi, phải lớn hơn 4 rồi. Đúng không? Vậy mà bây giờ nó chỉ có cắt 2 thôi, nên thầy suy ra trong trường hợp này á là ảnh này phải là ảnh ảo và dịch chuyển này phải là dịch chuyển lại gần thấu kính. Đó, đúng không? Để thu được ảnh ảo. Ảnh ảo nó mới cắt 2 chứ còn ảnh thật nó cắt xa lắm. Đấy, thấy không? Thầy sẽ sửa nhá. Đây, thầy sẽ sửa cho các bạn. Cái bài này thì chúng ta phải chịu khó làm lại thôi. Không còn cách nào khác đâu lớp ơi. Nhá.
chịu khó làm lại thôi. Đây, bây giờ thầy lập luận ở câu này nhá, thầy lập luận ở câu này. Đấy, câu này hay này, nhiều bạn quan tâm câu này. Như vậy là dịch á, thì phải là dịch vật lại gần, vật lại gần thấu kính để thu được ảnh áo, thu ảnh áo. À, cắt vật 2 cm, đó, chỉ có ảnh ảo nó mới cắt 2 cm, bởi vì ảnh thật, vì ảnh thật sẽ như nào, cắt xa hơn, xa hơn 2 cm, đó, theo cái câu A của mình, đó, cho nên buộc chúng ta phải phải hiểu đây là ảnh ảo. Dịch vật lại gần thấu kính để thu được ảnh ảo, cắt vật 2 cm, vì ảnh thật sẽ cắt xa hơn 2 cm. Chúng ta lập luận được như vậy thì chúng ta mới vẽ được nha lớp. Đấy, vậy chúng ta lại vui lòng chúng ta vẽ một cái trường hợp. Trường hợp nào? Trường hợp cho ảnh ảo. Và chúng ta lại làm lại từ đầu, được không lớp? Chúng ta lại làm lại từ đầu. Đấy, thầy cũng cho đây là 2 này, 2 này, 2, rồi thầy cứ dịch lại đi ha, thầy cứ vẽ thầy dịch lại đi, thầy dịch đến một đoạn nào đó đi nhá. Đây, thầy dịch lại một đoạn như vậy, thầy lại sử dụng đường truyền tia sáng, thầy vẽ tia thứ nhất song song trục chính nè, à tia thứ nhất đi qua quang tâm nè, đúng không, tia thứ hai song song trục chính cho tia ló đi qua tiêu điểm nè, đó, thấy chưa? Rồi thầy lấy thước thầy kéo dài ra, câu này nó lại giống câu nhá, giống cái câu mà hồi đêm thầy cũng đa sửa, đúng không? Đây là sửa, nhưng mà khổ cái là buộc nó phải làm lại thôi em ạ, chứ không dễ ăn đâu nhá. Đây, chúng ta kéo dài đi để chúng ta thu được cái ảnh. Đấy, tiếp tục. Chúng ta thu được ảnh. Đây, đấy, thầy cũng vẽ ra. Đây, phải vẽ lên nha. Đấy, thầy thu được ảnh, nhớ ảnh này chúng ta vẽ nét đít thôi nha lớp. Đó, vẽ nét đít thôi. Đây, thầy điền vô này, đây là F này, F phẩy này, đây là F này, đây là Y này, O này, A này, B này, A phẩy, B, B phẩy, được chưa? Đấy, bây giờ mục đích của chúng ta là vẫn đi tìm được OA, để khi đó chúng ta sẽ biết là chúng ta dịch được bao nhiêu. Nên nhớ rằng lúc đầu nó đang cắt thấu kính 6 nha lớp. Nên nhớ rằng là lúc đầu nó đang cắt thấu kính là 6. Bây giờ chúng ta tính OA coi bao nhiêu là chúng ta sẽ biết nó dịch lại bao nhiêu ngay nhá. Được chưa? À, chúng ta lại tính tiếp, cũng vẫn xét hai cái tam giác đồng dạng, đó là tam giác gì? OAB, đúng không? Đồng dạng với cái tam giác OA'B, B', đúng không? Đó. À, cái tam giác này lần này chúng ta cũng không cần nữa đâu, chúng ta ghi tương tự được rồi, cũng đỡ khổ hơn nhá. Đây, theo đề nè, theo đề thì cho mình đã có là A phẩy A, nó sẽ là OA phẩy trừ OA, và đề cho là 2 cm, được chưa? Đây là phương trình số, theo đề này thì đây thì gọi là phương trình số 3 đi nhá. Tiếp tục thầy xét cái tam giác FOI đồng dạng với cái tam giác gì, chứng minh tương tự nhé, chứng minh tương tự câu B. Đấy, chứng minh tương tự câu B thì chúng ta đều có tỷ số là OA trên OA phẩy bằng OF trên FA phẩy. À, chứng minh tương tự thôi, đúng không cả lớp? Chứng minh tương tự thôi, thầy sẽ suy ra được như này thì chúng ta lại có OA trên OA phẩy bằng OF, thầy để im nè. Còn FA phẩy thì chúng ta nhìn lại một chút đi, nó dài như này, nó phải là OF cộng OA phẩy nhá. OF cộng OA phẩy. Đây thì gọi đây là 4 này. Đúng không? Từ 3 với 4 thì chúng ta có một cái hệ phương trình thôi nhá. Từ 3 với 4, từ 3 này, 4 này có hệ phương trình. Đúng không? Đấy, thứ nhất là OA phẩy này trừ OA này bằng 2 này. Nghĩa là thứ hai là OA trên OA phẩy này bằng OF trên gì? OF cộng cho OA phẩy này, được chưa? Đấy.
Từ đây thầy sẽ rút ra được là OA phẩy OA đi của thầy sẽ bằng OA phẩy trừ cho mấy? Trừ cho 2. Thế xuống phương trình dưới là thầy có là OA phẩy trừ 2 trên OA phẩy, được chưa? Bằng OF của thầy để cho là bằng 4 rồi này, trên OF là 4 này, cộng cho OA phẩy, đúng chưa? Cộng cho OA phẩy. Đến đây chúng ta bấm máy thôi là mình ra được OA phẩy rồi, đúng chưa? Chúng ta bấm máy là ra OA phẩy nè. Bấm lại nhá. Bấm này, x này trừ 2 này trên x này bằng này 4 này trên này 4 cộng x này, ship số chọn 2 này bằng, thì được 4 chưa? Đấy, suy ra OA phẩy bằng 4. Được chưa? Có OA phẩy thì thầy tính được OA thôi nhá. OA của thầy sẽ bằng OA phẩy trừ 2 nên OA của thầy sẽ là 4 trừ 2 bằng 2 cm. À, lúc đầu nó đang cắt thấu kính là 6, sau đó nó cắt thấu kính là 2 thì các bạn sẽ suy ra là dịch lại gần thấu kính. Lại gần thấu kính. Một khoảng mấy? 2 à 6 trừ 2 á, đúng không? 6 trừ 2 bằng 4 cm. Nhớ nhớ nhá. Lúc đầu nó đang cắt thấu kính là 6, sau đó nó cắt thấu kính là 2 thì nó phải dịch lại gần thấu kính một khoảng là 4 cm thì nó mới cho được ảnh cắt vật là mấy? 2 cm. Bài này khá hay và nhiều học sinh sẽ bị rối, được không? Thầy chúc các bạn ngày mai thi các môn còn lại tốt nhá. Đây đến đây thì xin kết thúc. Chúc mừng các bạn làm được trọn vẹn nhá. Bye bye.